Ta chỉ ấm này. Khó bồ ba liều cho 500 suất. Đây, khô bò ba liều 500 suất. Khô bò này là khô bò sưởi nhá. Ngon lắm. Ngon lắm. Khô bò ba liều còn 500 suất nhá mọi người. 500 gram và 600 k này chỉ còn 410 k nha mọi người. 600.000 mà bây giờ còn 410.000 thôi. Đây. Khô bò sợi bà liều hút chân không lại như thế này rồi mọi người nhá. Nên là cái này ấy thực chất là không kiểu là chất bảo quản này, không chất ẩm màu này, đánh ra là phải hút chân không lại, chứ không là đợt trước là có nhiều trường hợp là không có hút chân không ấy. Đợt trước là chưa có hút chân không thì mua về là bị mốc cái gì. Bị mốc cái gì? Tại vì không có chất bảo quản gì cả. Ăn rất là an toàn. Cái này là nhà làm, nhà làm. Bò thì vẫn là bò Kobe châu Phi. À, Kobe á. Bò Kobe. À. Không bò ba liều nha mọi người. Còn 500 suất nhá, 500 suất. Đấy. 500 liều, gram đi còn thu mua bò ở bên Africa. Africa đúng rồi. Ba liều đi Lubang Vu đấy. À. Đến Lubang Vu đấy. Thế à? Đây, nhìn nó nhìn như này. Để xé ra nhá, xé ra cho mọi người thưởng thức xem cái màu cũng như là cái thịt bò của nó như thế nào nhá. Thơm các bạn ạ. Đây. Đấy, cho mọi người xem này. Đó. Ok chưa? Chuẩn chưa mọi người? Chuẩn chưa? 410.000, 600 là giá niêm yết. Bây giờ còn 410.000 thôi. Wow, ăn như này mới đá này. Và cái vị của nó ấy thì mình đảm bảo với mọi người là khẩu vị ai cũng sẽ ăn cái bò này cũng khen ngon. Đảm bảo với mọi người là như thế. Không ngon trả lại tiền. À không ngon thì lên đồ trả lại tiền. Lên đồ bây giờ nhiều tiền lắm. Chứ làm chứ phái làm chứ có. À đúng rồi, tiền cũng có chứ còn đi làm để kiếm tiền. Kiếm tiền được là cắt tiền. Cái này nằm tranh vào ngoài nhá. Hiện tại là tranh chưa có đây. Điệp đi mua hình như lên là phải eo mua được về. Đi bản mua được rồi. Cái chợ gần đây là không biết ra. Đấy. Mỗi khi sai điệp đi mua gì là ăn xong hết rồi mình mang về. 500 gram còn 500 gram 60.000, 600.000 này chỉ còn 410.000 nha mọi người. 410k còn 500 suất nha mọi người. Khô bò ba liều 500 suất. Khô bò bò liều ba liều già cúc dê cúc chí nha mọi người. Đấy chỉ còn 410k nha mọi người. Ăn nó 500 suất ăn nó khỏe là bá cháy luôn. Đây khô bò bà liều đây mọi người nhá. Cái này là mẹ mình làm, mình làm thủ công, đánh ra số lượng cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Mỗi lần bán như này 5 suất quay về thôi. 410 suất nhá mọi người. 400 suất ăn thì mà đẹp trai thế. Ăn khô bò của mẹ liều nhá. Ăn khô bò của mẹ liều là da nó đẹp này. Đấy, da đẹp ra như lên đồ đen thì thành trắng luôn, một thời gian sau là sẽ trắng. Cắn dần đi. À đúng rồi, có thể là mày hôm nay là lên đồ da cũng lên tá nghề. Da trắng một cái phục. Cảm thấy trắng nghề. Anh ấy mời cả nhà ăn nhá. Còn đặc điểm của bò này ấy, suốt nhá. Thì mọi người đừng ăn miếng to như này nhá, mà mọi người phải xé ra. Mà sau này ai gọi được nhỉ? Sao mình mở cái chế độ. Sao mở cái chế độ làm phiền mà sao lại người ta gọi được của mọi người nhỉ? Tao không có nha mọi người. Tao sẽ không có nha mọi người. Ở trong giờ hàng. Rồi, ok mọi người ơi. Lúc nãy là Zalo mình có ai gọi ấy. Mà mình mở chế độ không làm phiền mà sao lại người ta gọi được nhỉ? Còn một đây, một suốt nhá. Một túi zip như thế này thì khá là nhiều nhá. Khi mà hút chân không lại thì nó ép tao ấy mọi người. Nó ép tao thì thấy này nó nhỏ thôi, nhưng mà xé ra mọi người đổ ra đĩa nhá, rất là nhiều luôn. Và cái này về xé nhỏ ăn cực kỳ ngon, cực kỳ cuốn luôn. Những ai ăn khô bò ba liều rồi, mọi người cho mình cái feedback nào.
cái phiên bạch có ngon hay không. Mà cái vị của nó nhá, mình cảm thấy là ai ăn cũng kiểu là thấy ok, ai ăn cũng thấy ok. Còn 110 suất nhá cả nhà, 110 suất kho bò Bà Liều nhá mọi người, ai ăn cũng khen. 200 suất nhá, cuối cùng 200 suất. Chứ còn 410k, 410.000 nhá mọi người. 200 suất. Đúng rồi, ngon, cuốn. Cái vị này khẩu vị ai ăn cũng kiểu tạm được, tạm được. Kho bò tuyệt vời đỉnh. Cha về ba, đúng rồi. Mỗi linh đồ là ăn hơi ý thôi. Tại vì cha khả năng là không ngon. Ngon mà. Hả? Ngon. Thế ăn kiểu ép buộc quá hay sao ấy? Không. Ngon các bạn. Ai ăn đó là thiệt biệt. Ngon như nào cũng biệt. Còn 200 suất nhá cả nhà mấy ơi. 200 suất kho bò Bà Liều. Giá 410k nhá. Lên đồ, lên đồ đẹp dai nhỉ. Thấy chưa? Dạ. Nhá. Lên đồ nói gì nữa? Hot không, boy không đẹp lắm. Hot, à, à, không đẹp lắm à? Không đẹp lắm. Phải từ đi nữa. Ôi, bản kia 368k kìa. Mà giá hôm nay là mình thấy ok nhá. 55g như này, một túi chip như này mà 65.000. Mà bây giờ mọi người mua với giá là 410 thì giảm hẳn được là 190. Mà tính ra là không tính phí chip cái gì nữa, free chip cái gì nữa. À, tao không có nha mọi người. Không có lăn nách à? Lăn nách à? Có lăn nách, có lăn nách. Lăn nách. Còn 200 suất nhá. Lăn nách có trong giỏ hàng. Ở trong giỏ hàng nhá mọi người. Lăn nách có trong giỏ hàng mọi người ơi. Lý đồ đang ở Việt Nam mà. 100 suất. Không bỏ Bà Liều, 100 suất nhá mọi người. Cuối cùng 100 suất giá chứ còn 410k. Hả, 100 suất nhá cả nhà. Kíp tăng kíp ôi xong nó ngỏng ấy nhỉ. Ăn nhiều quá. Dạ. Không biết. Kíp trắng răng này, với là bàn chải này, rồi là moachi nước hoa này. Nói chung là cũng có rất là nhiều mặt hàng có sẵn ở trong giỏ hàng rồi. Đánh ra là mọi người ấn vào trong giỏ hàng cửa hàng ấy là mọi người mua được luôn, chứ không cần ấy đâu. Okay, không cần là chờ ghim luôn mọi người nhá. Đỡ mất thời gian cho mọi người. Chứ còn 100 suất cuối cùng nhá cả nhà mẹ ơi. Đúng rồi, bỏ lôi phải liên đồ đấy. Đây là bỏ lôi. Rồi, đấy. Bỏ lôi. Bỏ lôi. Quá mà.